Và quý vị ơi, tiếp theo là cái bonsai 2392. Ngâu quay luôn rồi đúng không? Rồi. Một cây kim quýt, hai cây cần thăng, 350k bao ship toàn quốc nha quý vị. Cây cần thăng có chậu luôn nha, tặng cho cái chậu, cây kim quýt tặng cái chậu nha. Nếu mà vận chuyển về mà nó có bể là không có đền nha, cái chậu này tặng nha. Còn cây kim quýt này bự lắm à, chứ không có nhỏ xíu đâu nha. Đó. Còn có một cây bắn ghẻ luôn, bắn lỗ luôn nha. Đó. Cần thăng đây nè, siêu già luôn nha, nhỏ nhỏ chứ già lắm nha. Ba cây là 350 bao ship luôn nha. Rồi anh Hoàng vậy chưa? Rồi đầu tiên nè. Đây. Cần thăng nha, dán đổ nha. Trên quay xuống luôn nè, bộ rễ nó nè. Già dữ lắm nha quý vị. Đó. Rồi. Một cây cần thăng đó. Hay là một cái kim quýt nha, nè nằm chậu lâu năm dữ lắm rồi nha ông, già lắm nha. Số 3 là cây cần thăng quái luôn nè, tàn uống nhánh đầy đủ hết nè, mới búng tược non ra nè nha, nó gốc quái luôn nè. Đó nè, ba cây 350 bao ship luôn ha. Đó rồi, cần thăng này là chơi dán gió lùa lùa dạng bên hết nha. Rồi kim quýt chứ, tổng cộng ba em này là 350 nha, 350k bao ship nha, anh nào quen ship code là chuyển khoản nha. Rồi cây bút lông là tỷ lệ luôn nó đó nha. Rồi kết thúc nha quý vị,